Để cho nó tát nữa cả nhà. Trời ơi, ui khủng luôn. Cái đầu bằng khe. Trời ơi, nó lên nửa người luôn cả nhà ơi. Ui. Trời ơi, khủng khiếp. Tía má ơi. Ui, nó nhả đâu. Cả nhà mình xem nè. Trời ơi, cái đường hang ớn lạnh luôn cả nhà ơi. To khủng khiếp chưa. Hiệp lấy cái cây xam dưới cái lớp cỏ đây mà đụng cái đường hang nó làm cái ụt. Móc ra cái đường hang thì ớn luôn. Ui, cả nhà thấy con nó đầm tĩnh chưa. Nó lạnh xuống đó. Rồi đi, móc màu cao nha. Này làm ở con màu bự bự anh Phủ mới kiếm đây. Một mét màu cỡ này là cao. Trời, cả nhà xem ha. Tành khó nói luôn. Mấy con màu đây là nhạy lắm cả nhà ơi. Đó, mấy hàng khủng làm mấy em lần ký kế cho cả nhà xem nè. Có hàng khủng anh Vũ rồi. Ừ. Cố gắng nha. Làm em khủng rồi. Để thế là nó có lành xuống nhẹ nhẹ này. Đó. Đi ngách nào đây mới nữa. Nó có lành xuống nhẹ nhẹ cả nhà. Đó, đó, lên. Ui, nó ở đâu bên này, ở đâu bên này. Đó, lên này cả nhà. Ồ, ui, to. Ui, khủng cả nhà. Không. Ui, lên cái đầu. Wow, con này sáu lạng có anh Vũ ơi. Phải không? Ừ. Ui, không có đâu. Ui, bên lì này cả nhà. Phê. Ui, đã chưa? Mê anh Vũ. Mê quá. Quá hấp dẫn. Để cho nó táp này cả nhà. Trời ơi. Nhả rồi. Tưởng cả nhà nghe nó đớp ghiền chưa. Đâu mình chứ được. Bụng lắm á. Ôi, con này đầu to mà có mình nhỏ hả? Mình nhỏ anh Vũ ơi. Ơi. Nè. Phục vụ cho Hiệp nè. Nè anh Vũ cầm luôn nè. Anh không có bầu tay. Không có bầu tay hả? Ừ, bỏ vô đi. Ôi cả nhà. Nhà công ty. Wow. Đầu cái đầu to ghê anh Vũ. Ừ, cái đầu này con lươn cái đầu bự ghê mà sao có mình nhỏ rồi hả? Trời, nó lên cái đầu em nghĩ con này 6 lạng luôn đó. Ừ. Con này chứ cũng em sợ chưa tới 4 lạng. Ừ. Đúng rồi. Cái nhà xem này nó ấm tay quá. Cái nhà ơi, trời ơi, cái đầu nó già. Cái nhà xem này. Ôi cái đầu nó già mà con này nó ấm tay. Vỗ, nó lên mê lắm rồi cả nhà. Ừ, nó lên cái đầu em thấy khủng khiếp luôn. Cái nhà xem này. Cái đầu nó khủng khiếp luôn chứ đâu phải là nhỏ đâu. Anh thấy không, cái đầu to cái nào? Đúng rồi. Con này hình như tới mùa rồi sao Hiệp ơi? Tóc lắm rồi. Ừ. Không, nó bây giờ nó khô này là cái lương nó tóc giờ tóc đuổi thôi. Bốn lạng mạnh cả đó chứ. Không tới luôn, nó ấm quá mượn. Hơi ấm. Trời ơi, nó lên cái đầu nó tóc lập bập. Không phải là mau mén lắm rồi Hiệp ơi. Rồi cho vô cả nhà. Trời, nó tóc nó sướng cả nhà. Mình không có chứ có nó rung tay lắm cả nhà ơi. Dẫn Hiệp đi mà không có là Hiệp giận lắm á. Rồi. Nhúng nước rồi có vòi cho nên nó khô. Phê quá. Bên này nè. Mình có nước nè. Về kiểu kinh luôn. Đây nó có mấy cái ao này cả nhà. Nhưng mà ao họ nuôi cá cả nhà ơi. Ao nuôi cá. Cả nhà xem nè. Cái đường hang chính nó nằm bên này nè. To lắm nghe cả nhà nghe.
Rồi đi hiệp cao thử nghe. Con hàng thật to là thấy hấp dẫn liền cả nhà ơi. Có làm em khủng một gồng cho nó sướng. Em ra ui có đồng tính. Ồ an y này thấy có đồng tính nghi nghi liền. Ui ui nghe nàng cả nhà ơi. Ừ nàng cả nhà ơi, nó lâu có ngát vậy đây luôn rồi. Ừ xuống nghe, nó xuống được lắm cả nhà. Mà nó xuống cái này nó cứng nhát rồi. Chỗ này nó nén quá cả nhà, không thấy gì luôn á. Ủa gì đây gốc cây không nè. Ủa gì đây có gốc cây không cái nhà ơi. Ôi trời ơi nó giật cái đùi. Con này khủng cả nhà ơi. Con này khủng rồi. Ui gốc mài dương không nè. Chỗ này gốc mài dương nó cứng quá cả nhà. Đi để cái máy cho nó ngang nha. Nang quá không thấy đường nữa nè chứ. Ui. Wow bộ ốc không này cả nhà. Ui vỏ ốc này nó cứa dây đất dài lắm này cả nhà ơi. Ui vỏ ốc quá trời luôn nè. Lên 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 cả nhà ơi, lên mà lên từ 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 kìa. Vẫn còn cứng lắm. Vỏ ốc không như này này chứ. Đang nguyên một cái lồng mai dương dạy không được đây. Cây mai dương không có nhà ơi. Nó lành đường khúc các bạn, nó không lành nữa. Lành cả nhà ơi. Còn cái này có thế vậy là khó ghê vậy nè. Ui lành đây ứng rồi. Nó lành tới đó nó có ngát rồi cây này. Không cách, không cách nó đưa lành luôn. Nó là nhích nhích một xí thôi. Ui cước nè lứ cả nhà ơi. Mẹt lứ dưới đây không rồi nè, lứ nè anh nhìn sao mà đưa cho nó ăn được. Lứ không này cả nhà. Ui một lùm lứ vậy luôn. Ui cái đào được lắm cả nhà ơi, đúng cái đào rồi.
Lành lành lành. Cái đạo thấy cũng được mà chưa biết là bao to. Ui khủng cả nhà ơi. Không, xứng đáng đây vạch cái hang luôn. Quá mê. Ui con này nó dài thon á cả nhà ơi. Phê luôn. Xứng đáng đây vạch cái hang cả nhà. Quá đã. Rồi chỗ đây nó cái bờ nó hơi nguy hiểm quá. Đẹp. Đưa lên trang nghiệp chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem. Wow. Mùa này mà đụng mấy em khủng này kéo rồi thôi. Trời cảm giác sướng liền thôi. Rồi vô nữa cả nhà ơi. Tuyệt vời luôn. Ôi trời nén quá cả nhà. Phải cho vào túi hiệp đưa qua bên này nè. Ở chỗ đó là mảnh tuồng tay cái là mắt lương. Ồ cả nhà xem nè. Trời ơi vàng khè đã chưa. Cái đầu to ghê cả nhà. Mình cái mình nó thon thon nhưng mà cái đầu to. Con này phải 4 lạng mấy. 4 lạng rưỡi khỏe cả nhà. Chà, cái đầu to ghê chưa. Dài con này nó dài ghê. Hơi ốm. Mùa này thì nó ốm lắm cả nhà. Mùa này thì nó cũng chưa có nước bao nhiêu nên là ít có màu nên là lương nó ốm. Cảm giác liền cả nhà ơi. Ở dưới đó rồi trời đã gốc mai dương rồi mà nó chơi nguyên một cái lùm lứ nữa. Chơi nguyên một cái lùm lứ thì đưa lên cái nó mát lứ mà mai là nó đóng chặt hay cả nhà. Đóng chặt nên là mình nghĩ nó khỏe chứ mà nó đóng mỏng mỏng là dễ bị rớt. Phải 4 lạng rưỡi cả nhà. Phê luôn. Rồi vào ngon lành. Đã cả nhà. Người thấy con lươn mê luôn cả nhà ơi. Nó tụt xuống nó mất rồi. Đỏ. Như lây nè. Đỏ lây nó. Quá to cả nhà ơi. Ui khủng luôn. Cái đầu vàng khè. Quá. Trời ơi nó lây nửa người luôn cả nhà ơi. Ui. Trời ơi khủng khiếp. Tía má ơi. Ui nó nhả rồi. Quá hết màu luôn. Để mắt màu khác nha. Trời ơi nó táp nghe đã. Nó táp mê liền cả nhà ơi. Quá nó chực nghe cái miệng hang. Trời. Khiếp hồng con này nó lì. Trời ơi, nó táp điến là hùng luôn má ơi. Ui, nẹt lắm cả nhà ơi. Ui, nẹt lắm. Ui, nó chật đủ đuổi á. Ui, nó chật đủ đuổi á cả nhà ơi. Ui, nó đi xin qua bên này. Ủa anh đem phòng một xíu thôi. Ủa ui đang có phòng quăng nghiệt quá. Quá khủng quá nhà ơi. Rồi đi em xử lý cái lanh bờ đó. Trời ơi nó khủng mà nó vàng cả nhà ơi. Đi cho nó vào thùng nha. Quá cái con này nó bằng khe luôn cả nhà. Trời ơi nó mê. Ôi con này nó vàng đã lắm cả nhà ơi. Mít tò lò luôn. Chú đang ngay có vật nữa này cả nhà. Đang ngay có vật luôn nè. Rồi để đưa lên trang nghiệp chia sẻ cho cả nhà cùng xem. Rồi đây cả nhà ơi. Tuyệt vời luôn. Đã chưa. Con này cũng 4 lạng khỏe cả nhà. Vàng gương, vàng ươm luôn. Đã. Ui, mùa này mà đụng được mấy em lương như vậy thôi chứ còn cái thứ gì nữa cả nhà. Quá vip, quá mê luôn. Cái nhà xem này, trời ơi nó bằng ươm luôn. Quá nó lầy nó táp nghe mê luôn. Con này thấy có tầm 4 lạng cả nhà. 4 lạng, mê. Mùa khô này mà đám được mấy em lương thì thôi nó ngon gì mà nó ngon cả nhà. Quá vip luôn. Rồi thì cho nó vào túi. Sướng, trời ơi, cảm giác nó lại ùa về với Hiệp cái nè.
Ngon cả nhà ơi, tuyệt vời luôn. Trời nắng, trời hôm nay không nắng mà nó hầm nóng ghê cả nhà. Cả nhà xem cái hang này, trời ơi vạch xuống cái đường hang nhìn thì ấn luôn cả nhà, to kinh chưa. Mấy đường hang này dưới có hàng khủng lắm cả nhà ơi. Trời ơi cái hang nó to nghe. Hiệp xem sao mà cay đụng cái đường hang nó làm cái ục móc xuống qua khỏi cái lớp đất, trời ơi, nó lên cái hang kêu khiếp luôn. Rồi đi Hiệp cao thử nghe. Tìm được mấy cái đường hang thấy ưng lạnh luôn cả nhà ơi. To khiếp, mấy hang dưới có hàng lắm. Ui, Hiệp thấy như có đồng tính lành này cả nhà. Đó, nó ực nước nè. Đó, y lùng đồ, anh làm cái đuổi. Ui. Ui, nè. Ui, không cả nhà ơi. Không. Trời ơi. Không. Ui, giật ghê quá. Nó lâu ghê quá cả nhà ơi. Nó đi xuyên qua bên này. Còn lâu ghê quá. Chỗ này không có thế lâu nữa cả nhà ơi. Quá wow, không. Ui to. Quá wow, ngon. Phê cả nhà ơi. Mê chưa. Ôi con này to. Con này to ngon ghê cả nhà ơi. To hơn cái con đầu tiên á. Con to hơn con đầu tiên đưa cho anh Vũ á. Ngon. Quá trời ơi. Thấy cái hàng to là mê rồi. Nó làm cái đuổi phát ngày sướng ghê cả nhà. Rồi để Hiệp chia sẻ cho cả nhà cùng xem. Con này mập rập luôn. Rồi đây cả nhà. Quá. Con lành chưa. Con này chắc 4 lần máy cả nhà, tầm 4 lần rưỡi nó cũng hơi ngán nè. Thấy nó trâu trâu nước này nhẹ. Cái hang nó to ra cả nhà, nó làm con bụt chuông rớt nghe sướng ghê nha. Con này mấp rập nè, chứ các con hồi sáng Hiệp đi câu với anh Vũ thì cái đầu thiệt là to mà cái mình xíu xíu, con này mấp rập cả nhà, nám ngon còn trơn nè. Bụng bong hấp dẫn nha. Được á. Rập rập rồi sướng cả nhà ơi. Kéo thêm đây mà là cảm giác đã liền rồi vào túi. Ngon lành cả nhà, tuyệt vời. Làm thêm em có xong có kết quả đem về, con chỉ đưa cho anh Vũ về nấu cháo cho mấy đứa nhỏ, phải có kết quả đem về cả nhà đỡ. Cả nhà xem nè, cái đường hang của nó nè, đường hang chính, đường hang trên này cả nhà. Trời ơi, nó to kinh luôn. Mà nó khô cái Hiệp vạch xuống dưới đây. Đây này cả nhà. Đó. Trời ơi. Ui. Ui cái nhà nó ực kìa. Cái nhà thấy nó ực chưa? Đó có con lươn cả nhà ơi. Ui nó mới hụt xuống cái đó. Con lý nha. Trời ơi đã cả nhà. Hy vọng có lươn khủng cả nhà ơi. Rồi để Hiệp cao thôi nha. Thấy con lươn là hấp dẫn rồi cả nhà ơi. Hy vọng lươn khủng. Ngày nay thì hy vọng toàn là lươn khủng không. Chưa có em nào khủng mấy cả nhà. Đó, mấy trùng mũ, trùng nước móc to như vậy nhìn hấp dẫn không cả nhà. Nó ực một phát là thấy hấp dẫn rồi. Nhớ thì nó lại không. Đó, nó ở đâu bên này nè cả nhà. Trời ơi, nó làm cái dục. Nó nhẹ vậy ta. To cả nhà ơi. Quá wow. To ngon lành luôn cả nhà ơi. Con này phải 3 lạng máy 4 lạng nè. Ui rồi để em xử lý đó. Chỗ đây mà Hiệp không xử lý an toàn là mất lương như chơi đó cả nhà ơi. Đây. Ngon cả nhà ơi. Cả này quá ngon luôn nè.
không thấy nó ngóc cái đầu lên, mà nó ở đầu cái ngách bên kia tưởng nó đi xuống, tới rồi nó ở cái ngách phía dưới, nó làm cái dục vắt thì việc hồng luôn. Con này chắc cũng cả tầm 3 lần rưỡi 3 lần 7 cả nhà, ngon rồi. Có lượng mà lớn là ngon cả nhà ơi. Bây giờ mùa nó khô nước quá, tìm được cái hang mà có nước cơ nha là thấy nó hy vọng rồi, mà quan trọng là nó có lương hay không nữa. Như vậy là ngon rồi, có kéo là vui cả nhà. To đấy, nặng đấy, thì xử lý hoàn toàn liền chúng tôi. Thì vứt cái máy qua một bên liền, chúng tôi là nó được cái tay phát là nó lủi xuống cái lùm cỏ, nó mắc luôn lương cả nhà. Vào ngon. Ngon cả nhà ơi. Ba con trồng trọng mà thấy nó cũng nặng rồi đó. Cái gì cầu bây giờ đâu mất được miếng nữa. Ở dưới đây mới vạch được cái hang này cả nhà. Cả nhà xem cái hang này đã chưa, nước mới vào những cái hang đẹp ghê cả nhà ơi. Thấy không, quá đẹp luôn. Rồi đi móc màu đẹp cao nha. Chỗ đây nó nén quá cả nhà ơi, nén không thấy cái đường gì luôn. Nén nhưng mà kinh khủng mà. Ui, thấy nó có đồng tính này nghi rồi, định nói nó văng. Trời, nó làm cái đuổi liền. Ui, nó lầu xuống nó thả rồi cả nhà ơi. Còn màu không? Nó ăn lại nè, còn màu. Nè nghe. Nàng. Ui, không có nhà ơi, quá cái con này đang tui luôn. À, không, con này không. Quá cả nhà ơi. Nút lúc luôn cả nhà ơi. Nè. Cả nhà ơi, nó nút con này nút lúc tới băng họng luôn. Nè. Ui. Quá nó lủi ra kia rồi. Để. Cả nhà ơi, để bác nó lại cho đến nó chung ăn cua nữa. Quá cả nhà xem nè. Ui, bác đang tui đang mò này cả nhà. Ơi, thì đám rượu này sợ nó lủi ra ngoài nó chung ăn cua thôi. Trời ơi, to cả nhà ơi, to lắm. Ui, cái nước này nóng quá cả nhà. Nó chạy như con trang ấy cả nhà ơi. Wow, cả nhà xem nè. Ui trời ơi, tám đằng này nước nóng sâu. Trời ơi, là nước nó nóng như là phóng luôn lương luôn á. Chị tường nút sao quá cả nhà. Rồi đây chia sẻ cho cả nhà cùng xem. Con này to đã lắm. Rồi đây cả nhà. Này cả nhà xem này, con nó đang thui đang mò ấy. Ôi chị tường nút lúc luôn mà cả nhà. Ná mà lại đó. Ủa, con này nó đang tui cái nhà, nó đang hư cái con đầu tiên luôn. Nó dưới bụng mà nó không có một xí nào vàng ấy các bạn. Đẹp xí bên hông này vàng nè. Bốn lạng, con này cả bốn lạng đấy cả nhà. Cả đó nè, cả bốn lạng, hơn bốn lạng. Hơn bốn lạng tí rồi cả nhà. Qua ba đang tui đang mò. Nó đang cái lưng cái đen mà dưới cái bụng đó. Thì trăng bạch luôn này cả nhà. Thì thấy nó vừa nén quá cả nhà ơi, thấy nó vừa nhấc cái nước lên cái là Hiệp định nói cái nó làm cái bục liền sương. Ui, nước dưới ruộng này nóng kìa cả nhà ơi, xuống lượng đờ luôn, chạy không nổi luôn mà ngon. Rồi đi cho nó một túi ra này, được hai em đen. Hai em đen một em vàng. Ngon cả nhà ơi, tuyệt vời luôn. Tương gần lắm mấy đi sửa đó, cái gì cao đâu mất này. Bung lên ruộng, không biết cái dây cao ở chỗ nào luôn. Rồi Hiệp luồn cái dây cao nó ra ngoài đây này cả nhà, nó ra ngoài cái mé nước luôn. Không cách nào lâu lên được cả nhà. Wow. Ui, lóc mai dương như đây không. Ui, một lùm mai dương luôn. Nó biết dưới đây này cả nhà. Ui, cái đầu. Thì đụng được cái đầu đâu to lắm. Ui, bị mé cái nhánh đi mà dương này.
Ồ nè, cái nhánh mai dương nè cả nhà. Đúng là cái đầu to lắm. Ui, còn mấy nhánh nữa. Wow, cái đầu nó to. Đụng đụng là cả nhà ơi. To mà bị mát, còn nó còn vướng nữa. Đây còn cây nữa. Gần lên rồi cả nhà ơi. Gần lên này, lên. Lên cả nhà ơi. Wow, nó to này cả nhà. Wow, khổng lồ. Trời ơi, dễ mà hiệp tưởng con lươn chắc có ký á. Rồi đi đưa lại nè. Ui cả nhà ơi, cái máy của hiệp nó đơ rồi, nó bị nóng máy. Rồi để mình xử lý nó nha cả nhà, nóng máy quá. Rồi đây cả nhà. Wow, nó đông mịt dữ cả nhà ơi. Nó đông mịt dữ mà, nó đông chét vô cho không thôi là con này là dễ bứt lắm đó cả nhà. Rồi nó riết nghe mà hiệp cứ nghĩ là con lươn chắc cũng phải tầm cả ký chứ đâu phải như vậy đâu. Từ là nó riết nặng quá mà. Cả nhà biết sao không? Ở dưới đó là nó có cái cây mai dương đó cả nhà. Nó quắn đuôi ở dưới là bắt đầu nó rị. Cứ nó rị xuống thì nó có thế nó rị xuống mình rị không lại. Mà mai là nó đắm mấy dưới cả nhà ơi. Đơ luôn rồi, bây giờ mệt lắm rồi cả nhà. Wow, tuyệt vời cả nhà ơi, lưỡi đại. Chắc nụi luôn. Wow, cả nhà. Con này phải nằm tầm 6 lạng cả nhà. Nếu mà mùa khô thì không tới 6 lạng mà em nghĩ là bình thường nó phải 6 lạng, hơn 6 lạng. Sợ mùa khô nó hơi ốm đó cả nhà. Bây giờ nó hết nổ rồi cả nhà ơi. Rồi đi cho nó vào túi. Rồi về căng cho cả nhà xem. Chứ bây giờ không đi nổ rồi, thật sự đi hết nổ rồi. Ôi trời ơi rồi. Nói cũng không nổi luôn cả nhà. Cho cả nhà xem này, cái đường hang của nó này. Ban đầu là cái đường hang 3. Mày này là hiệp đạp nó biết luôn cái đường hang. Trời ơi nó khủng khiếp mà nó xuống dưới đây nữa cả nhà. Nè nó xuống đây nè. Hiệp mới luồn ra ngoài đường ngoài đây. Rồi mới đưa nó lên được. Từ là cái cây mai dương này cả nhà. Nó nằm dưới nè, cây mai dương này. Đó là nó có thế nó quắn ở dưới, kịp lâu không lên luôn. Trời ơi, cái này tắm bùn luôn chứ không phải là ướt nữa cả nhà. Tắm bùn luôn rồi, chứ không phải là ướt nữa. Giờ đứng cũng hết nổi luôn rồi. Thôi, thế bây giờ về cả nhà ơi, về căng lương cho cả nhà xem. Bây giờ mũ lia đùa luôn bây giờ. Đuối lắm rồi cả nhà. Sợ liễn luôn mà. Rồi, thế cả nhà về căng lương với mình nha.